Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách gồm có nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cô Mai Trần. Thưa quý vị, cái đề tài hôm nay cũng gần tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ của Tổng thống, bầu cử 100% Hạ viện và 1/3 Thượng viện. Thành ra anh em chúng tôi nghĩ cũng cần phân tích. Thưa quý vị, anh em chúng tôi là cái người làm báo chỉ dựa vào sự kiện trình bày, còn có phần nhận định là phần tuyệt đối thuộc quý vị. Cái phần nhận định là của quý vị, nhưng mà những cái sự kiện là anh em chúng tôi sưu khảo, chúng tôi cố gắng sưu khảo một cách trung thực để bà con cô bác rộng đường dư luận và dễ dàng nhận định. Cái bài phân tích hôm nay là bầu cử Mỹ, điểm chung của các ứng cử viên là chống Trung Cộng. Đại đa số dân cử Thượng nghị viện, Hạ nghị viện, Cộng hòa cũng như Dân chủ đều cái lập trường tranh cử, cái đường lối nếu mà đắc cử thì đều là chống Trung Cộng hết. Thưa quý vị, đó là cái ý chính. Chúng tôi dựa vào cái bài của VOA ngày 28 tháng 10 có bài phân tích cái tựa đề như thế đó quý vị, cho rằng trong lúc cử tri Mỹ sẵn sàng có cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 vào ngày 8 sắp tới đây, các ứng cử viên của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang hứa hẹn có một chính sách cứng rắn đối với Trung Cộng. Chữ cứng rắn là nhẹ à, thưa quý vị. Đại đa số là quý vị đó chủ trương là muốn chống Trung Cộng vì Trung Cộng đụng chạm tới cái quyền lợi của quốc gia dân tộc Hoa Kỳ rất là nhiều. Đó là cái ý, cái câu dẫn nhập thưa cô. Thưa quý vị, thì Mai Trân cũng nhận thấy là cái thái độ của những người Mỹ đối với Trung Cộng thì phải nói là xuống dốc rất là trầm trọng. Từ khi cái sự bùng nổ của cái dịch là virus corona thì vào năm 2020, thì dữ liệu này chúng tôi nhận từ cái trung tâm nghiên cứu của Kiêu là họ đã cho biết như thế này. Thì năm nay so với những năm trước á, thì phải nói là cái thiện cảm của người Mỹ đối với Trung Quốc thì mất đi tới lên tới 82%. Mà nó trở thành gần như là ác cảm rồi phải không cô? Dạ. Thì nó so với chừng 5 năm trước thì chỉ có 47% mà thôi. Thì các cái cuộc thăm dò đã cho chúng ta thấy rằng cái quan điểm tiêu cực đó được chia sẻ bởi đảng Cộng Hòa và cái đảng Dân Chủ. Đó là cái lý do mà tại sao ứng cử viên của cả hai cái đảng nói về Trung Quốc và sức mạnh kinh tế đáng gớm của Bắc Kinh, thưa quý vị. Thưa quý vị, đặc biệt cái này chúng tôi xin mở một dấu ngoặc nhỏ. Nhiều người nói Hoa Kỳ trong bầu cử hay gì hay là trong chiến tranh thì họ cãi lẫy nhau, nhưng mà khi vào chiến tranh, khi vào tranh cử rồi, thưa quý vị, cái đường lối của Hoa Kỳ là out of many one, tức là dù là tiểu bang Hoa Kỳ có 50 cái tiểu bang nhưng mà chỉ có một cái hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà thôi, tức là khi hữu sự quyền lợi của Hoa Kỳ, của nhân dân Hoa Kỳ hay là của nhà nước Hoa Kỳ, thưa quý vị, bị chinh chạm thì Hoa Kỳ Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, thưa quý vị, Thượng Viện và Hạ Viện đều đi cùng một hướng để chống lại những cái tập thể, thí dụ như Trung Cộng ảnh
muốn 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 phản đối Hoa Kỳ hay là chống đối Hoa Kỳ. Thì chúng tôi thấy có một số người ứng cử viên chúng tôi có ghi nhận được để trình cùng quý vị, như ông GD Vance, ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử vào Thượng viện, một người được cựu tổng thống Donald Trump mà ủng hộ, nói chúng ta phải thôi yếu thế trước Trung Cộng, chúng ta phải thôi chuyển công ăn việc làm của Mỹ cho cái nước mà ghét chúng ta, tức là Trung Cộng. Đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ là dân biểu đương nhiệm Tim Ryan cũng chỉ trích như vậy. Chúng ta chỉ trích gì, là cũng đồng ý với ông bên Cộng hòa. Thưa với quý vị là Trung Cộng là một cái thể chế đường chống lại, đường chống phá của Hoa Kỳ trên mọi mặt. Thành ra quý vị thấy một người dân ứng cử dân biểu và một cái người ứng cử thượng nghị sĩ khác đảng nhưng mà gần như cùng một đường lối, là cứng rắn hay là chống đối cái cách hành xử của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ, thưa cô. Và thưa quý vị thì tại Pennsylvania, Thống đốc. phó thống đốc dân chủ John Fetterman nói ông sẽ làm việc để đảm bảo rằng chúng ta không cho phép Trung Cộng vượt qua chúng ta về sáng tạo. Thì đối thủ của ông bên Đảng Cộng hòa trong cái cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ, bác sĩ Menmerot đã đưa lập trường cứng rắn với Trung Cộng thành một trong những thông điệp chính trong chiến dịch tranh cử. Thì tại Mississippi, tổng trưởng lý tiểu bang Eric Eric Schmidt. Schmidt gọi Trung Quốc là mối đe dọa ngày càng tăng về quân sự, kinh tế và sức mạnh của cộng đồng, cũng như là sức khỏe của cộng đồng. Thì đối thủ của ông tại cái Thượng viện Hoa Kỳ á, thì đảng viên Dân Chủ Judy Burns và Lindsey Graham chỉ trích ông Smith ủng hộ lực cho phép nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp, mà theo bà thì đã cho phép các cái công ty Trung Quốc kiểm soát mua hơn 100.000 mẫu đất ở Missouri. Thưa quý vị, cuộc bầu cử này không phải bầu cử dân biểu, nghị sĩ, thượng viện không, mà bầu luôn bên hành pháp là thống đốc và bầu luôn cái một số quý vị chức sắc thẩm phán. Mà chúng ta thấy hành pháp, lập pháp, ứng cử viên quốc hội, thượng hạ viện và kể cả quý vị mà ứng cử làm chưởng lý, tức là biện lý ra, thưa quý vị, của Hoa Kỳ đều chống Trung Cộng hết. Trung Cộng không còn cái cửa nào mà tình cảm được với nước Hoa Kỳ, bởi vì chánh quyền, lập pháp, hành pháp, tư pháp, ứng cử viên đều chống Trung Cộng hết. Đó là một cái điều chúng ta thấy ít khi có lắm, là thưa quý vị. Mà khi có như vậy là cái lập trường Hoa Kỳ hết sức là cứng rắn. Tại Arizona, anh em chúng tôi ghi nhận được ứng cử viên Cộng hòa là Black Master khẳng định rằng sinh viên Trung Cộng ở Mỹ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Vì Trung Cộng cho sinh viên qua, có nhiều khi họ gài đó là những cái người gián điệp để lấy tin tức để chống phá đường lối sinh viên của Hoa Kỳ, hay là ăn cắp những cái tài liệu về bí mật quân sự của Hoa Kỳ, hay là bí mật về tin học, khoa học của Hoa Kỳ. Thì ông ở Arizona, ông khẳng định rằng sinh viên Trung Cộng ở Mỹ là một mối đe dọa với an ninh quốc gia. Thượng nghị sĩ Dân Chủ đương kim là ông Mark Kelly là người ủng hộ chính đối với đạo luật khoa học và SHIP, một biện pháp nhằm đánh bại Trung Cộng trong cuộc chiến công nghệ. Cái đạo luật này, thưa quý vị, là do Tổng thống Biden Dân Chủ
đưa ra. Và ông này thì ông ủng hộ hoàn toàn cái dự luật đó, và cái dự luật đó đã được thông qua biến thành luật rồi, thưa quý vị. Nghĩa là Trung Cộng gần như những cái khoa học kỹ thuật mà xài tới cái chip và cái chất bán dẫn đó thì không, Hoa Kỳ cấm không cho bất cứ một nước nào mà sử dụng kỹ thuật của Hoa Kỳ mà bán cho Trung Cộng. Đó là những cái gì mà anh em chúng tôi ghi nhận được. Xin quý vị đừng rời máy, sau vài phút thông tin đâu mà anh em chúng tôi sẽ trở lại phân tích Hoa Kỳ còn cứng rắn trên nhiều phương diện nữa.